Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Ngọ chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Ngọ duy trì được tinh thần làm việc khá tốt trong suốt tháng 3 năm 2021 âm lịch này. Nguyệt lệnh lâm thai tác động lên bản mệnh, khiến bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Bạn có thể tìm ra những hướng triển khai công việc mới cho những nhiệm vụ vốn đã rất quen thuộc và đi theo lối mòn. Tuy nhiên, trạng thái làm việc của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi môi trường nơi công tác. Nếu nơi đó mọi người đều tập trung cao, bạn có thể trở thành một người nhiệt tình, năng nổ, ham thích nghiên cứu và tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu nơi đó là nơi mọi người có thái độ làm việc tản mạn, thiếu tập trung, bạn cũng sẽ dễ bị sao lãng và mắc phải lỗi sai. Vì vậy, theo tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch, để đạt được thành tích cao trong công việc trong tháng này, điều quan trọng là bạn phải tự quản lý được bản thân mình, đừng để bị cuốn theo những thú vui bên ngoài. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, không nên dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến những người, những việc không liên quan. Đó cũng là cách giúp bạn tránh khỏi nhiều thị phi nơi công sở. Bên cạnh đó, do có thiên cầu hung tinh xuất hiện, bản mệnh cần phải đề phòng những kẻ xấu bụng có ý đồ tiếp cận mình. Bạn không nên quá nhẹ dạ, cả tin, nghe theo những lời xu nịnh hoặc khích bác của người khác. Hãy luôn giữ những lập trường vững vàng của bản thân mình, tin theo những điều mình cho là đúng chứ không phải chạy theo một đám đông nào đó. Nếu có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra ở nơi công sở, bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, bộc trộm của mình. Hãy bình tĩnh hết sức có thể, mọi chuyện mới có thể giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tài lộc. Tình hình tài lộc của người tuổi Ngọ nhìn chung ổn định trong suốt tháng này. Bạn nên mạnh dạn bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đặt ra từ trước đó hoặc thử đi theo những hướng phát triển mới, có thể bạn chưa thể thành công ngay được trong lúc này, nhưng bạn sẽ thu nhận được những kinh nghiệm đáng quý, có giá trị tham khảo cho mai sau. Song, trước khi làm việc gì, bạn cũng cần phải nhìn rõ ràng thực tế trước mắt cũng như năng lực của bản thân. Xem thêm, dưới tác động của nguyệt lệnh, bạn dễ trở thành một người mơ mộng thái quá. Những suy nghĩ thiếu thực tế có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, gây thiệt hại về tài chính không ít thì nhiều. Nếu muốn học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, bạn cần chú ý tìm những người đáng tin cậy. Đừng dễ dàng nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, nhất là những người mình không thực sự hiểu rõ. Họ có thể đang tìm một cơ hội để lợi dụng bạn, nướng tay trên đồng tiền mà bạn vất vả làm ra. Người làm ăn lớn cần đề phòng họa khẩu thiệt, thị phi do thiên cầu hung tinh mang lại. Bản mệnh hạn chế tranh chấp với khách hàng, đối tác, cũng như lãnh đạo và đồng nghiệp xấu xung quanh mình. Hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của bản thân, không nên tham lam để vướng vào vòng lao lý. Cũng may, tà phù làm giảm bớt tác động xấu của thiên cầu. Trong lúc gặp khó khăn, bạn vẫn có thể tìm được người giúp đỡ mình vượt qua. Hãy tranh thủ cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ phía họ, bạn có thể tự mình vươn lên ở những lần gặp khó khăn sau đó. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tình duyên. Tháng 3 này, vận trình tình duyên của người tuổi Ngọ khởi sắc rực rỡ. Nguyệt lệnh lâm thai, bạn có thể tìm được cơ hội thể hiện sự hấp dẫn trong tính cách của mình, thu hút được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Thời điểm này, người độc thân đã cởi mở hơn trong việc làm quen người mới. Có lẽ bạn đã không còn bị tác động quá nhiều bởi quá khứ hoặc những định kiến từ trước đó của mình nữa. Nhờ vậy, bạn lại càng khiến nhiều người quan tâm hơn. Tuy nhiên, dù có đào hoa đến mấy, bạn cũng cần phải biết giữ mình, không nên giữ quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc, bởi như vậy thì có nhiều khả năng bạn sẽ tạo ra những mối quan hệ phức tạp, gây tổn thương cho nhiều người chân thành với mình. Một khi đã chọn ra được người khiến mình có thiện cảm, bạn hãy nghiêm túc với người đó, đừng nảy sinh suy nghĩ ham vui, trời bời, bắt cá hai tay. Có ngũ hành tương sinh tác động, người đã lập gia đình có những ngày tháng êm đềm và ngọt ngào. Bạn và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến,
và chỉ riêng điều đó thôi cũng có tác động rất tích cực đến tình cảm của hai người rồi. Cả hai có thể tổ chức những buổi dã ngoại hoặc ăn trưa, ăn tối, chắc chắn sẽ tạo thêm được nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch, về cơ bản, sức khỏe của người tuổi Ngọ luôn duy trì ở mức khá ổn định. Nhờ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hăng hái mà bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Dù có sức khỏe tốt, bạn cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao một cách đều đặn. Tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Thiên Cẩu cũng khuyên bạn không nên làm việc quá sức, dù công việc đang làm có quan trọng đến thế nào đi nữa. Nếu cố gắng quá nhiều trong một khoảng thời gian dài mà không chịu nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, dễ mắc phải những căn bệnh vặt. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 3 âm lịch 2021. 1. Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, công việc thuận lợi, tinh thần hăng hái, tìm ra hướng đi mới. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 2. Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết, có thể thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn. Quý nhân, Thìn, Dậu. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. 3. Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, đào hoa rực rỡ, được nhiều người quan tâm, yêu mến. Quý nhân, Sửu, Dần. Tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4. Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Quý nhân, Tỵ, Dậu. Tiểu nhân, Dần, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 5. Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết, gia đình êm ấm, quan hệ giữa các thành viên có nhiều cải thiện. Quý nhân, Dậu, Tuất. Tiểu nhân, Hợi, Dần. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới.